Hello, hello. Rất là vui được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay mình có một chút cái hàng hồ đẹp gần như kiểu là thanh lý. Hàng này hàng đã cắt ngồng. Thì những ai mà có nhu cầu mà trồng lại hồ đẹp đấy thì hãy liên hệ với mình nhé. Một cây là thường thường 3 cặp lá trở lên như thế này này. Cây này cây hàng đại nhé. Cây hàng đại. Thước đo lấy anh cái thước đo đấy. Cây này cây hàng đại nhé. Đã cắt ngồng rồi này. Mình bên mình bán giá là 50 ngàn một chậu, chưa bao gồm tiền ship nhé. Và mình sẽ ship toàn quốc luôn nhé. Thì mình sẽ đo thông số cho các bạn một chút xíu về những cái cây hồ điệp mà đã cắt ngồng này. Bản lá rộng là 8 cm, dài là khoảng độ 24 cm. Đây là hàng hồ điệp đã cắt ngồng nhé. Cây rất là đẹp. Chúng ta có thể sưu tầm, các bạn có thể là trồng lại hồ điệp. Ví dụ như là bằng cách là có hai phương pháp. Một, hàng này cắt ngồng rồi thì các bạn có thể là bỏ cái dưới này ra. Còn đôi khi mà còn ngồng thì các bạn không nên bỏ cái dưới này ra và không nên cắt rễ hư nhé. Các bạn thấy rễ đẹp không? Hoặc là có thể là các bạn đặt nguyên này vào bộ đất cũng được. Rất là nhiều cái cách trồng khác nhau. Nhưng mà thường thường thì mình thích cái phương pháp là để nguyên cái bộ đất này hơn. Thì cây mình trồng thì nó dễ thuần hơn. Một cây là 3 cặp lá trở lên và hàng cắt ngồng. Giá thanh lý là 50 ngàn. Mình xin nhắc lại là 50 ngàn nhé. Hàng này không có nhiều, chắc là chỉ có một cái lô này mà thôi. Chứ mình không bán cái loại những cái hàng mà cắt ngồng như thế này. Thấy hôm nay nó rẻ quá thì muốn sưu tầm cho mọi người. Để mọi người chơi. Cây rất là đẹp này. Có cả cây đẹp, có cả cây xấu. Hàng thì đây, thường thường là 3 cặp lá trở lên. Lá rất là đẹp. 50 ngàn một giò nhé. Hàng giá thanh lý. Đây, mình sẽ lấy chỗ các bạn thử một giò này. Đây. Rất là đẹp, 50 ngàn. Hồ đẹp, cắt ngầu. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình nhé. Và giá mình nên biết là trên màn hình luôn, không có gì thay đổi cả. Nếu bạn nào mà có ý định mà mua hàng mà giá nó thấp hơn đấy thì không cần phải liên hệ với mình làm gì cả, cho nó mất thời gian và tốn tiền điện thoại đó. Hồ đẹp, thanh lý, cắt ngầu. 3 cặp lá, giá là 50 ngàn. Ok, các bạn nhớ liên hệ với mình để đặt hàng sớm nhất nhé. Và rất là mong các bạn luôn luôn ủng hộ để kênh ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn. Trong lúc vận chuyển có điều gì sơ suất hoặc là nó có bị hư hại như thế nào thì mọi người hãy góp ý giúp mình để mình ra video và cách đóng hàng sau vận chuyển nó tốt hơn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.